Hello, chào các bạn. Chào các bạn, hiện giờ tôi đang ở khu dân cư Phú Lợi, phường 7, quận 8. Vâng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 10, lúc 9 giờ 50. Tôi đang recall màn hình lại các bạn. Hiện giờ tôi đang bay con Mavic 2 Zoom. Vâng, như các bạn đã biết thì cách đây 2 tuần hoặc 3 tuần gì đó, tôi đã bay một chuyến hành trình dài 5.000 m, và hôm nay tôi mong muốn là sẽ phá vỡ kỷ lục đó. Vâng, đây là một con Mavic 2 Zoom nguyên bản, không hề độ chế, không độ máy, không độ pin, không làm gì cả, máy zin luôn. Vâng, con này hỗ trợ công nghệ truyền hình ảnh Okusin phiên bản 2.0 với chất lượng truyền về là 1080, rất là đẹp, sắc nét. Tôi đang nâng độ cao lên 126 m và xuất phát từ chung cư sân thượng 5 tầng, cho nên rằng là độ cao hiện tại là 150 m. Tôi đang bẻ cam cho các bạn xem. Tôi đang bay chế độ P, GPS mode. Tốc độ duy trì tối đa là 50 km/h. Vâng, 2.200 m, 2.300 rồi. Đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh. Đây là hành trình nãy giờ tôi bay đây các bạn. Đổ lên. Hy vọng rằng là chuyến bay này sẽ được ghi vào sử sách. Hiện giờ trên mạng thì đã một bạn là bay con Mavic 2 Pro, bay xa 7.200 m gì đó. Và hôm nay tôi hy vọng là sẽ phá vỡ kỷ lục. Khá là căng thẳng các bạn. Ba ngàn ba trăm mét. Vâng, nhắc lại là tôi đang bay con Mavic 2 Zoom. Máy zin nguyên bản, không độ chế. Hiện giờ trên sân thượng tôi đứng thì thấy có gió khá là mát. Thì không biết rằng là ở khu vực đang bay thì tình hình như thế nào. Sắp đạt đến ngưỡng 4.000 m rồi các bạn.
Cảnh bên dưới rất là đẹp. Mặc dù là mình bay với tốc độ là 50 km/h nhưng mà ở độ cao 126 m thì mình thấy nó rất là chậm. Hy vọng rằng thời tiết hôm nay sẽ ủng hộ tôi thực hiện cái hành trình bay này. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Vâng, nó đòi về các bạn. Mới có 4.800 m mà nó đã đòi về rồi. Tôi đã quyết định hủy bỏ yêu cầu và đẩy đi tiếp. Vâng, 5.000 m, pin 71%, tức là nằm trong cái dự trù của mình. Lần trước tôi bay một chuyến 6.000 m thì pin là hình như là còn 65% thì phải. Vâng, thời tiết hôm nay khá là đẹp. Tôi bẻ lên các bạn nhìn thấy mây này. Ok, ruộng lúa rất là đẹp các bạn ơi. Ok, chuẩn bị cán ngưỡng 6.000 m rồi. 6.000. m 663,6% là 6% pin trong 1.000 m. Ok, ở vị trí 6.600 m thì sóng HD truyền về vẫn còn 3 vạch. Khá là đẹp. Ok, pin còn 60%. 6.800. Ok, 7.000 rồi các bạn ơi. Chụp màn hình lại một cái. 7.000 m rồi. Ok, 7.300 m. Bảy ngàn bốn trăm mét 7.500 m tôi sẽ cho về. Ok, 7.500 m. Bây giờ tôi quay đầu về các bạn. Vâng, pin còn 55%. Hồi hộp các bạn ơi. Hồi hộp quá. Đi mà hết 45%, về hết 45% thì chỉ còn có 10% pin. Thì nó landing ở khoảng cách 800 m mất rồi. Căng thẳng quá, rung quá các bạn ơi. Hành trình nãy giờ đây các bạn.
hành trình nãy giờ. Mình về là phải về trước 15% pin, tại vì 13% pin là nó landing rồi, cho nên mình phải về trước 15% thì nó mới an toàn. Ây da, đứng trên sân thượng mà gió sao nó mát quá vậy nè. Nãy giờ mà bay về mới được có 700 mét à. Ghê vậy trời. Quá, 48% pin cho hành trình 6.000 mét. Căng quá các bạn ơi. Tôi đang bay ở chế độ B, GPS mode chế độ bình thường. Ây da, độ cao 126 m cộng với chung cư nữa là thành 150 m. Không biết kỷ lục này có được phá vỡ hay không. Mà đau tim quá. Cái hạch chữ hom nó đã trùng với lại số 12 rồi các bạn. Ồ, chơi dại rồi. Kỳ này chắc chắn là tôi chơi dại rồi các bạn ơi. Chơi dại rồi. 42% pin cho 4.700 m còn lại. Ây da, tôi đang đứng ngoài nắng cho nên màn hình tôi không nhìn thấy gì hết các bạn. Vâng, hiện giờ tôi đang bay con Mavic 2 Zoom các bạn. Tôi mới thực hiện một kỷ lục, có thể gọi là kỷ lục của Việt Nam. Bay xa 7.500 m. Bởi cục pin còn nguyên bản, máy nguyên bản không độ chế, không có hack gì hết. Tốc độ về là 5 km/h, khá là ổn. Ba 39% pin, hồi hộp quá. Hai chân tôi rung luôn các bạn ơi. Tay nhấn cò nãy giờ mười mấy phút là đau hết ngón tay cái luôn à. Không dám buông ra. Ba 3.500 m cho 37%. Kiểu này là căng lắm rồi. Tình hình này rất là căng đấy các bạn. Trời ơi, tốc độ giảm xuống còn có 49 rồi. Ba 35% pin cho 3.200. Má ơi, cũng nói cả lâm luôn rồi các bạn ơi. Cả lâm luôn rồi. Ba 3.000 m thì hết 18% pin. 33 trừ 18 là còn bao nhiêu? Còn 15% mà. Vừa đủ để hạ cánh. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Nhanh lên đi.
2.500 m. Ráng đi nào. Đau tim quá, đau tim quá. Hứa các bạn lần sau khi lập kỷ lục Guinness Việt Nam này xong là tôi sẽ không bao giờ tôi dám chơi dại lần thứ hai nữa. Hai ngàn mét. Từ xa tôi đã nhìn thấy cầu Cần Giuộc rồi. Từ xa tôi đã nhìn thấy cầu Cần Giuộc rồi. Chỉ cần qua sông thôi. Tôi chỉ mong muốn là nó qua sông thôi. Một ngàn tám trăm mét nữa, ráng đi, ráng đi. Cầu Cần Giuộc ở phía xa. Vượt sông Cần Giuộc đi. Trời ơi, còn xa quá. 27%. Hy vọng kịp, hy vọng kịp. Hy vọng kịp các bạn. Thời tiết nó ủng hộ mình lên đến gần 51 km/h. Chắc là thuận gió. Vâng, tôi hạ độ cao luôn. Tôi hạ độ cao từ từ. Ok. Ở khoảng cách này mình hạ độ cao xuống 60 m. Hạ độ cao dần. Hạ độ cao dần. Để tiết kiệm năng lượng khi về. Qua sông Cần Giuộc, qua sông Cần Giuộc đi. Ồ, vẫn còn chưa qua đâu. Đang qua sông Cần Giuộc. Vâng, tôi đã nhìn thấy chung cư từ xa rồi các bạn. Đây, tôi đang hướng mũi tên về chung cư cho bạn xem. Đó, đây là sông này. Đó, đang bay qua sông này. Ghê chưa? Đó, đang bay qua sông. Ok, qua được sông rồi, mừng quá. Tôi đi ra đón máy bay, ra đón máy bay. Đây, chung cư của tôi ngay chỗ thập các bạn. Vâng, còn 300 m nữa. Hạ độ cao. Ồ, pin còn thừa thãi, 21%. Từ xa tôi đã nhìn thấy máy bay các bạn. Ồ, mà lạng tay lái rồi, lạng tay lái rồi. Ok, vậy là chuyến hành trình của tôi đã thành công tốt đẹp rồi các bạn ơi. Ok, vậy là chuyến hành trình dài 7.000, bay xa 7.500 m của tôi đã thành công tốt đẹp. Và về đến nơi pin còn 19%. 19%, thật là tuyệt vời, không thể tin được. Với khoảng cách này, với lượng pin này thì mình có thể ráng bay thêm được 500 m nữa. Và về 500 m nữa là 1.000 m. Là sẽ phù hợp với lại thông số nhà sản xuất đưa ra. Bay xa 8.000. Yeah, thật là tuyệt vời. Hạ cánh nào. Pin về là còn 18% các bạn. Chụp màn hình lại một cái. Ok, chúc các bạn một chuyến bay thật là an toàn. Vâng, đây là con Mavis 2 Zoom đã vừa lập một kỷ lục Guinness Việt Nam, bay xa 7.500 m. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video mới nhất. Bye bye.